mối quan hệ kinh tế lẫn nhau giữa hoặc nhiều nước là tổng thể mối quan hệ hả? Uầy, đọc nhỏ cho mình đọc với bạn. Mình cũng đang học mà. Ôi, thằng này đọc nhỏ tí, thằng kia đọc nhỏ. Anh ơi, xin nhớ. Chào hai bạn. Chào ông anh Hàn Quốc. Ông anh tới đây có việc gì vậy? Hai em vừa tới Việt Nam. I want muốn học tiếng Vietnamese. Hi you sinh viên, help me tiếng Vietnamese. Trời ơi, anh nói cái gì nữa, nửa lạc nửa mỡ vậy trời. Trời ơi, nói gì vậy, không hiểu luôn. Muốn học tiếng Việt đúng không? Ok. Nhờ tụi em giúp đúng không? Ok. Không được đâu, mai tụi em phải thi rồi, tụi em đang học bài để bữa khác đi. No. I very gấp. I need learn. Please. Ôi, em biết là anh gấp thật, nhưng mà bọn em mai bọn em thi gấp hơn này, từ từ em dạy cho. Help me. Please help me. Vietnamese. A little. Không được, bà em thật, bà em muốn giúp anh lắm mà bà em đang học rồi, sao mà em giúp được? Ôi, nghe anh nói một hồi mai em thi rớt luôn đó. Đây là tiền học phí. Help me. Hi you sinh viên, help me a little. Hình như là tụi em nhớ nhầm lịch thi hay sao, tuần sau mới thi đúng không? Đúng rồi, tháng sau bạn ạ. Đúng rồi. Very good. Ok. Dạ mời anh ngồi, anh ngồi đi. Em dạy, trời ơi, tiếng gì thì em không biết, tiếng Việt em biết mà. Oh my god. Bây giờ anh muốn học cái gì nào? Vietnamese lấy lòng người khác. Nói chuyện để lấy lòng người khác đúng không? Trời ơi, cái vấn đề này là đúng tủ của em rồi. Em là một con người mà tất cả mọi người trong xóm không ai ghét được em hết. Trước tiên mình phải lễ phép với người lớn. Đó, lễ phép với người lớn. Rồi phải làm sao cho nó là gọi là dạ thưa xin lỗi cảm ơn, bốn từ lúc nào cũng phải đi từ cửa miệng ra. Lúc nào mình nói cái đó ra người ta cũng sẽ thấy thương mình bởi vì nó xuất phát từ cửa miệng. Chứ những từ khác thì nó đi từ cửa gì ra mày? Cửa sổ bạn ạ. Trời ơi, cái từ nào mày nói ra từ cửa sổ, cái thằng này thì giống như là cửa sổ cách nhau thôi. Mi biết từ cửa họng mình ra. Đó. Ở đây ai là người anh cần kính trọng nhất? Chính là chủ trọ Tạ Toàn. Mặc dù anh nhìn mặt cũng ngang ngửa chú ấy, nhưng mà anh phải gọi bằng ông. Thì ông mới gặp ông anh gặp này. Xin chào ông Toàn. Ông Toàn, chào sang trọng, ông Toàn. Đúng rồi. Ở Việt Nam mi còn cái word nào thoát hơn nữa không? Thoát là cái gì mày? Thoát á. Cao. Lớn hơn ông đúng không? Lớn hơn nữa. Lớn hơn ông thì anh gọi là lão hoặc là cụ. Lão, cụ. Hơi mày bỏ cái từ đi, phát âm từ miệng ông này ra nghe tục quá mày ạ. Anh đòi cao hơn thì phải dạy cho anh ấy chứ mày. Cụ. Vậy đó, nữa đó. Ngoài ra thì khi mà anh gặp người lớn hoặc người già là anh phải nhổ tóc sâu, tóc bạc cho người ta. Đó là sự kính trọng, yêu mến mái tóc. Không được bạn ơi. Nâng cái tóc người ta lên. Sai, cái này sai. Sao sai mày? Chú Toàn là mình có tóc đâu mà nhổ tóc bạc. Đúng rồi ta. Không, cái đó cũng là một ý hay, nhưng mà phải tùy từng đối tượng và đối phương mình mới nhổ tóc bạc. Còn để mà lấy lòng được người lớn còn một cách nữa là tẩm quất. Mình quất người ta. Ủa sao từ miệng ông này nói ra cái từ đó mà sao nghe nó tục quá bạn ạ? Anh em hiểu một số từ mà nó hơi nhạy cảm đúng không bạn? Nó bị ý nghĩa khác đó. Tẩm quất anh. Tẩm như thế này nào. Này là bóp tẩm quất massage. Tẩm quất đó. Đúng rồi. Bỏ anh bỏ từ quất đi, người ta hiểu lầm mày ơi. Anh thêm từ quất được, nhưng phải thêm từ tẩm đằng trước nó không việc gì không? Tẩm quất. Đây còn nữa. Đây là cái điều quan trọng cũng là điều đặc biệt nhất để lấy lòng người lớn. Mọi người biết là gì không? Là gì? Anh nhau ai xin nhớ? Anh Hồng có gì? Anh đi. Không phải. Chào. Nhưng ông gì nghe già quá vậy? Chú với chú cũng xem tuổi nhau à? Anh đi.
nhiêu không phải chào cu láo. Ai cu ai láo hả? Anh nói chuyện kỳ cục vậy. Dạ để mi nhỏ tóc cho ông nha. Nhỏ tóc là sao? Ông hôi quá. Để mi quất ông nha. Mẹ, vừa phải thôi, nghe chưa? Từ đâu tới đây hả? Người nước ngoài ăn nói chuyện không có lịch sự. Nghĩ sao kêu đầu ta hôi rồi quất ta làm sao? Anh người nước ngoài là nói chuyện lịch sự lắm. Ông người nước nào không nói chuyện không lịch sự chút nào vậy? Tôi Korea, người Hàn Quốc. Hàn Quốc người ta lịch sự lắm ông ơi. Đây là. Tại sao vô đầu quốc tôi? Không có. Đây là lịch sự tôn trọng người lớn. Lịch sự đây là phong tục của lịch sự của người Việt Nam. Ê, vậy làm sao? Ý nói là tôi phải người Việt Nam, ý đó không lịch sự hả? Hả? Không. Bây giờ sao? Ông ấy người nước ngoài đâu có hiểu chuyện đâu. Nước ngoài gì? Nước ngoài nói người tao không phải người Việt Nam, nói là gì tao mất lịch sự là sao? Tại ông không biết nói, không biết diễn tả bằng lời, ông nói không có hết từ để con giải quyết chứ. Lịch sử tôn trọng người lớn tuổi. Du này chỉ cho mi như vậy đó, không tin gì hỏi du này thử xem. Mày chỉ gì vậy? Đâu chỉ cái gì đâu. Không chỉ gì sao tao nói tao hôi thì kìa. Cái chuyện này con là con giỏi tiếng nước ngoài, cứ để con nói chuyện cho. Đi. Cô cái gì nữa đi. Một cái nữa. Ông chủ. Nghĩ sao mà dám kêu mình cu và láo tùm lum nữa. Tào lao, người nước ngoài đó không lịch sự. Tao có con gái là không bao giờ gả cho người nước ngoài hết. Bực bội. Trời đất ơi, còn khóc cái gì nữa. Em đã chỉ tận tình như thế rồi mà anh phát âm gì tùm lum tà la vậy? Ai nói chú có nghĩa là chào cô. Ông nói tôi láo. Ai quanh quất tôi quất ổng. Ổng đánh tôi quá trời quá đất luôn. Trời ơi, anh nói như vậy anh chúi đánh là đúng rồi. Em đã chỉ là chào cụ mà anh đi nói chào cu. Em muốn tẩm quất mà anh lại nói là quất thì trời ơi, chúi đánh là đúng rồi. Ôi trời ơi, anh phát âm này nguy hiểm quá. Ê, ủa gì hai người luôn hả? Wow, welcome Duy Salon. Vô đây, tôi sẽ làm hai người một lần luôn. Một người tay trái, một người tay phải. Ơi, tụi em đâu có tới cắt tóc đâu. Chứ làm gì? Anh xem sao giúp ông híp cái đi. Ông làm phát gì? Âm tiếng Việt sai tùm lum tà la. Chú Toàn hiểu lầm, chú đuổi đánh muốn xỉu luôn á. Phát âm tiếng Việt sai tùm lum tà la hả? Thì ai nói chú. Thì tôi chào cô. Ông nói tôi nói láo, ông chửi tôi đó. Trời, dám kêu ông Toàn là cu hả? Đó, em nói chỉ là phải chào cụ. Trời chào ơi cu. Nói tầm bậy tầm bạ mà tự nhiên không biết. Trong xóm này quá trời nhà luôn, hôm qua nói chuyện với người ta mà me nghe ông Toàn qua kiếm chuyện ông chi vậy? Đúng rồi anh, tự nhiên đây quá trời người anh không tìm kiếm mà tự nhiên kiếm chú Toàn làm gì vậy? Không có gì. No. Bây giờ là muốn xin lỗi ổng hay là ở đây đúng không? Trời ơi khổ ghê, bây giờ muốn ở đây á, bây giờ phải xưng hô cho đàng hoàng chứ gặp ổng mà kêu cu là ổng quýnh chết. Bây giờ là phải kêu ổng là ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ Tạ Toàn. Ông chủ Tạ Toàn. À, đúng rồi, phải là nói như vậy. Tôi muốn lấy lòng ông chủ. Lấy lòng ông chủ, tôi muốn surprise. Trời khen ông đẹp trai ông quýnh đó. Khen ông đẹp trai ông quýnh, ổng không nói rồi mà khen ông đẹp trai. Tôi nha, ổng
tôi muốn ổng surprise nhưng mà ổng đánh đuổi tôi ra khỏi nhà luôn đó. Thì đó, biểu nó ổng đẹp trai, xúc phạm ổng nặng nề, ổng đầu hói. Surprise là bất ngờ đó. Đúng rồi, đúng không anh? Surprise là bất ngờ. Ai dè bất ngờ ổng đuổi tôi ra khỏi nhà luôn đó. Trời ơi, khổ quá thiệt. Ông nói tiếng gì mà tiếng Hàn Quốc, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt tùm lum tà la, ai hiểu nổi. Bây giờ vậy phải sống nhất là phải kêu ông Toàn là ông chủ. Rồi xong bây giờ phải lấy lòng ổng, nịnh ổng lại là ổng khoái uống cà phê lắm, với lại ổng khoái xoa bóp lắm á. Bây giờ vuốt vuốt ổng, nịnh là ổng cho ở lại thôi à. Đúng rồi, đừng có kêu ổng chào cu chào ông chủ nghe. Vậy là mình phải bằng cách nào? Mà theo em ấy, mình phải làm như thế này nữa. Sao? Cố gắng lên, cố gắng lên, ổng khoái uống cà phê nhậu ổng nghe chưa. Cố lên anh nha, cố lên. Ai nhân xuất không? Hiện là tôi giật mình hoài vậy trời. Dạ dạ, chào chào ông chủ. Dạ ai mời ông chủ rin cà phê. sorry. Xin lỗi ông chủ. Tôi mua cà phê ở chỗ này very ngon. Mi biết lỗi rồi ông chủ uống cà phê nhá. Biết lỗi thì cũng được đó. ngon lắm ông chủ. Ông chủ ngon không ông chủ? Đúng là cà phê người nước ngoài mua có khác. Ông chủ ơi, ai muốn làm thơ tặng ông chủ. Trời ơi, làm thơ nữa hả? Biết ai muốn tặng thơ cho ông chủ nghe, hay lắm. Mi mới học được đó. Đâu làm thử nghe chơi coi. Dạ. Mi có lưu trong điện thoại. Chuẩn bị kỹ lưỡng đâu được á. Chứ làm thơ luôn hả? Ổn không? Ổn anh. Ông chủ nghe thơ nha. Đọc đi. Nửa đêm gà gáy o o, ông bà không ngủ mà lo đá gà. Gà ông hừng hực tấn công, gà bà hạ họng táp đầu gà ông. Đá cho chuỗi cánh chuỗi lông, đá cho tới sáng gà ông ngoẻo đầu. Cha mày hay hả mày, ngoẻo đầu hả? Tao quánh mày chết, làm bộ mày lấy đi cà phê đây mày làm bộ mày xỉa xói tao, mày dám với gà ông chủ. Ông chủ cố tôi. Không có gì ông nội. Ông nội này đâu tìm ra bài thơ Thàm Si Đế đọc để ông Toàn ông Dí ông đánh qua rồi. Đủ bài thơ nào của em đâu. Ông này đọc nè, bài thơ của mày. Bài thơ đó ai lên của Lộc á. Lên là học. Mày học của ông Lộc đúng không? Mày chỉ cho ông bài thơ gì là bậy là bạ vậy? Trời ơi, nước qua em đâu có chỉ gì đâu. Hôm bữa ai nghe lén Lộc đọc bài thơ cho Phúc. Hi you smile cười quá trời luôn. Đúng mày không ơi. Mày đọc cái bài thơ gì với Phúc mà mày với Phúc cười quá trời, không phải học lén. Cái bài thơ là bài thơ chế trên mạng mà em thấy hay em đọc thôi. Là đọc giỡn chơi với Phúc thôi hả? Giỡn chơi thôi, ai biết tự nhiên anh trời nghe. Trời ơi trời, vậy là ông nội học tầm bậy rồi đó, đọc giỡn chơi với bạn đó thôi. Bài thơ là bài thơ tầm bậy tầm bạ trên mạng. Bài thơ tầm bậy tầm bạ hả? Ừ. Đúng rồi. Oh my god. God. Cái gì lần sau là muốn học cái gì hay là muốn đọc thơ cái gì là phải tìm hiểu kỹ, hay là không biết hỏi người ta chứ đọc tầm bậy tầm bạ gì chết à. Tôi đi về mà hồi ông Tạm thấy ông Dí không đánh nữa. Thôi em cũng đi về đây mà hồi học chú thấy chú Dí đánh nữa. Vậy hai người này có chỉ mình được không?
chào ông. Chào bà. Chào chú. Hai người này very già, very kinh nghiệm. Chào ông bà. Chào chú. Chào. Ở vậy quen chưa? Có cần tụi tôi giúp gì cho chú nữa không? Dạ quen. Quen. À, vậy là tốt. I want ông bà help giúp cho con. Có gì khó không nói đi. Dạ con muốn lấy lòng ông Toàn. Muốn lấy lòng người ta là dễ lắm, phải biết người ta muốn cái gì. Cái ông Giòn này ông thích rượu đế lắm, chú cứ mua chai rượu đế tới ra mắt ông là ngon lành rồi. Rượu đế. Nói cho nghe nè, cái ông Đoàn này nè, dạ, hồi xưa ông ở dưới quê ông làm ruộng không à, dạ, cho nên ông khoái rượu đế à. Ông khoái thịt chuột, chú đi mua hai cái thứ đó em đợi đi, thế nào ông cũng gả gái cho nịnh ông đi nha. Rượu đế. Thịt chuột. Oh my god, rượu đế thịt chuột. Thank you ông bà, thank you. Thật thà lắm. Thật thà. Ông chủ ơi, ông chủ. Ông chủ ơi. Hả? Ông chủ. Dạ chào ông chủ. Trời ơi, gặp hoài vậy. Ông chủ, hôm nay ai có cái này very special, rất đặc biệt tặng cho ông chủ nè. Nè. Cậu đem này là cậu xúc phạm tôi đó. Cậu biết tôi rồi, tôi là người kỷ cương dữ lắm, không bao giờ tôi ăn nhậu mà nghĩ sao mà nhậu ban ngày ban mặt nữa. Này gì đây? Dạ cái này là thịt đó. Thịt hả? Dạ thịt. Thịt đó. Ồ, ngon lắm. Ngon à? Dạ. Nhìn có vẻ ngon ha. Ông chủ ăn thử đi, thịt chuột mà. Thịt chuột ngon lắm đó. Ừ. Thịt chuột hả? Dạ, thịt chuột á. Ôi giời, thịt chuột ha. Nghĩ sao mà đưa thịt chuột tao ăn? Dạ, tại vì nghe nói là ông chủ very thích thịt chuột, thích nhậu, cho nên là mua tặng ông không chủ. Không có nhiều, tao quánh thì chết bữa nay rồi. Ông chủ. Đấy, ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ ơi. Ông chủ tại sao quánh mi? Sao quánh mi? Sao hai người đánh nhau vậy mi? Đưa cây cho tao. Mày đưa cây cho tao không? Mày đánh nhau. Mày nghe nói ông chủ thích thịt chuột và nhậu, cho nên mua thịt chuột tặng ông chủ ăn. Ông chủ đánh mi. Nó lấy thịt chuột nó bỏ nó ba vô miệng tao rồi. Chuột không biết làm từ con chuột nào nữa. Mày nghĩ sao bây giờ tôi không đánh nữa? Dọn đồ ra khỏi xóm trọ này cho tôi. Đừng help me đừng đuổi ai ra khỏi nhà. Tao đuổi mày với tao chứ tao đuổi ai hồi nào? Đuổi mi, đừng đuổi mi. Không. Đi là đi. Help me. Đi đã từ từ con chào chú. Ông chủ, thịt chuột ngon lắm mà ông chủ. Không. Ông chủ. Trời ơi, nghe nói chuột kêu muốn tuột máu với nó luôn à. Ê, mày không quay lại mày dọn đi mày. Trời, mày làm gì vậy mày? Trời, cái gì vậy? Từ từ. Thằng này cái gì vậy trời? Trời, tao đang dọn tiệm hớt tóc, khách đang đợi nườm nượp. Lo cái này là cái vụ gì vậy? Trời ơi, cái chuyện này còn cấp bách hơn anh ơi. Cái gì? Bây giờ mình ra đây mình tính cách. Cái vụ gì? Ông ấy bị đuổi rồi. Em mất cái suất học trò sộp đó. Ủa sao gì ghê vậy? Làm gì bị đuổi? À, có chuyện gì? Tôi tức lắm. Tôi có làm cái gì đâu mà tự nhiên đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nghe lời ông với bà đi mua thịt con chuột về cho ông chủ. Ông chủ bực tức đuổi tôi ra khỏi nhà luôn á. Trời ơi, anh Toàn ảnh nổi tiếng là ghét thịt chuột mà bây giờ ảnh mua thịt chuột cho ảnh là sao? Tôi đâu có biết đâu. Tôi nghe lời ông với bà này kêu tôi mua thịt con chuột đó. Thịt chuột thì đúng rồi, nhưng mà nhầm là tự cho ông Đoàn chứ không phải chú Toàn. À. Mà bây giờ ông đem qua cho ông Toàn kìa. Thì chết. Thì ông Toàn mới giận mới đuổi. Ủa ông vậy Toàn là sợ chuột. Vậy là mình bị hố hàng rồi hả? Tại tôi. Hôm qua tôi nhớ rồi. Chú nhờ tôi nói với ông Đoàn cái vụ mà chú muốn cưới con gái ổng. Nha. Tôi nói với ổng, nói với ông này nè. Cái ông Đoàn này ổng thích nhậu thịt chuột lắm. Tôi nói mới khổ ổng nè.
Cuối cùng là lộn là ông Toàn hay ông Toàn hả? Toàn. Trời ơi, ông đem thịt chuột qua cho ông Toàn. Mà bây giờ ông Toàn không ghét chứ thịt chuột. Coi đây là kỳ này là anh Tiêu rồi. Thế nào cũng chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, ông sẽ đuổi đi cho coi. Không có được đâu. Tôi đông đi. À là tôi muốn ở lại đây. Không muốn đi ở lại phải không? Tại ông nói một đường mà tôi nghe một nẻo, mình tính sai một ly mà mình go out đi một dặm luôn á. Thôi ông nẻo nó khó hiểu quá ta. Thôi giờ tôi chỉ cho khác. Nha. Chỉ khác cho ông rồi gọn gọn đi. Nè, ông Đoàn hay ông Toàn gì đó, ông này không nói hai tên lận. Ông Toàn. Toàn. Ông Đoàn là ông thích thịt chuột, còn ông Toàn ông rất là ghét thịt chuột. Toàn. Vậy tôi chỉ lại, cái ông Toàn này ông thích đánh cờ lắm. Giờ chú kiếm mua cái bàn cờ cho thiệt là đẹp. Chú lợi chú vừa đánh cờ với ông mà chú nịnh ông là được ngay. Không không có đánh được. Được không á? Bàn cờ. Được không? Được. Không có lần này chắc ăn rồi, yên tâm. Đúng rồi. Nói vậy đúng, bây giờ là đi qua năn nỉ ông Toàn á. À. Ổng một lúc là ổng siêu lòng, ổng cũng dễ chịu lắm. Bây giờ đi mua đi. Đi mua cái bàn cờ mới đi. Qua chú Toàn. Đúng rồi. Ông chú Toàn. Mà chú tên gì? Dạ tên Hiếp. Hiếp tôi sợ thịt chuột. Mà nghĩ sao? Đem chuột qua đưa cho tôi ăn. Cái thằng Hàn Quốc này không đánh là không được. Anh Toàn ơi, chú Toàn. Mày nữa hả? Ông chủ bớt giận ông chủ. Ông chủ cái gì? Ông chủ tao quýnh cái đầu mày bưng mũ bây giờ chứ ông chủ cái gì? Chú Toàn, tôi nghe nói chú tính đuổi cái ông Hiếp này đi hả? Tính gì tôi đuổi rồi chứ tính gì? Thôi anh bình tĩnh là đi mà anh. Không phải vậy đâu. Mày cười gì? Mày qua đang nghĩ ra mày cười hả? Con đâu có cười gì đâu. Ủa cái chuyện này vui lắm hả? Anh Toàn, chú. Bình tĩnh anh ơi. Thật ra cái ông Hiếp này ông thật thà dễ thương lắm. Chẳng qua là ông ngôn ngữ của ông Hàn Quốc ông nói không rõ với lại hiểu lầm ví dụ của tôi xuống vậy. Đúng gì, rồi. Ông xuống ông Hiếp này hại tôi hả? Tại hiểu lầm ngôn ngữ thôi. À là ông Hiếp ông muốn lấy lòng anh là anh tên Toàn mà ông nghe lộn mình ông Đoàn ở xóm trên khoái ăn thịt chuột nên ông mới tặng anh thịt chuột. Ông Toàn với ông Đoàn rồi. Chứ tính anh dễ thương lắm. Dạ. Dạ, I very 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 sorry, xin lỗi ông chủ. I biết lỗi của mình rồi. I sẽ rút kinh nghiệm. Ai rút? Dạ ai rút? Ai rút? Dạ ai rút ạ? Mày sai mày rút chứ mày kêu ai rút? Dạ là tôi mi ai là mày tên gì? Dạ cha xưng Hiếp. Thì đó bây giờ nó là Hiếp sai là Hiếp rút. Vậy đi. Dạ hiếp rút Hiếp sai. Ê dạ hiếp sai Hiếp rút. Nhớ nha. Thì đó. Hiếp sai đâu thì Hiếp rút ở đó. Ôi chú bớt giận, bữa nay anh có mua cái bàn cờ xịn qua tặng chú nè. Dạ. Không, hiếp có bàn cờ đẹp lắm. Muốn tặng cho ông chủ. Bớt giận nha ông Hiếp. Chú bàn cờ này chắc ông cũng xuống Hiếp phải không? Tôi có xuống vụ bàn cờ, tôi xuống vụ ông chủ. Ôi thôi nè, lần này thôi nghe chưa, tả Toàn tha lỗi cho Hiếp. Dạ. Lần sau mày Hiếp sai với tôi là Hiếp đừng trách với tôi nghe Hiếp. Dạ, thank you ông chủ very good. Thôi rồi, anh chú, Toàn anh dễ lắm, vậy thôi là anh huề. Có lòng vị tha lắm. Ông chủ biết không, ông chủ già rồi. Yeah. Ông chủ đừng có hot, đừng có nóng. Yeah. Nóng quá là không có tốt đâu. Giống như ông hàng xóm ở bên Hàn Quốc của ai, không của Hiếp nè. Ông so hot trên với con rể đó. Rồi cái ông lên tăng xong xém nữa là đai rồi. Cái gì? Trời ơi, mày năn nỉ tao đã rồi, bây giờ cái mày chù tao đai, mày chù tao chết hả mày? Tao không quánh mày bữa nay, tao không phải là tả Toàn là Hiếp ơi. Không phải. Ơi. Trời anh, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh gì? Tao nói rồi, bây giờ tao phải quánh một lần để mày nhớ cái mặt tả Toàn này. Đỡ trong rồi cuối cùng cũng hớ miệng hoài, bây giờ là không biết sao cứu ông luôn á. Cứu gì? Ai cứu? Ai mà cứu đó là chống lại tả Toàn rồi luôn đó. Mi thí dụ ai về không có thú vị hả? Thú vị tao quánh một lần. Bây giờ còn cản hả? Đi
đi ra. Ôi trời ơi, ôi cô help me con. Làm gì vậy? Mày chạy tao hả? Em không làm gì đâu anh ơi. Dạ con đây nè. Trời ơi, anh chồng tức rồi hơn kìa.